Cho Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ Hưng chào các ông các bà nhé. Hưng xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin, lời đầu tiên thì cho hai anh em xin được gửi một lời chúc tới tất cả cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước, một cái sức khỏe luôn luôn dồi dào và làm cái gì cũng luôn luôn thành công các bác nhá. Đấy, hôm nay thì cháu Lực có ra nhà của em Hưng và em Hưng nói rằng là nhớ bố, là muốn lên mộ của bố thăm mấy cô bác, thì cháu Lực cũng tiện thể là ghi hình lại cái thước phim cho tất cả các bác cùng biết được rằng là mộ của bố em Hưng là được chôn cất như thế nào theo cái phong tục của người đồng bào ở trên vùng cao cô bác nhá. Thế từ đây lên trên mộ của bố của em ấy thì là có đường xe máy để đi không? Không ạ. Không có đường xe máy à? Vâng. Thế là anh em mình đi bộ lên à? Vâng. Đi đường gần thôi, ngay đây. Ngay trên này thôi à? Vâng. Thế chỗ này là có phải là đất nhà em không? Không, đây là đất chung của cả làng. Đất chung của cả làng à? Từ đây đi đến cái chỗ đường chỗ anh xuống. À, thế là mình được phép đường là nhà em thì từ cái chỗ mà trên cái cây tre này lên đến cái cây thông kia, xong rồi sang bên kia tít bên ngọn cái cây kia xuống bên này là của nhà em. Anh thấy là rừng trên nhà em ấy thì không có mấy cây chỗ mà cây nó xanh xanh. Anh thấy rồi, nhưng mà hầu như là không có cây to đúng không? Vâng. Cây to đấy thì trước em với bố là chặt hết rồi à? Vâng. Trước là chặt để làm gì? Người ta mượn làm nhà các kiểu. Người ta mượn làm nhà. Vâng. Tức là bây giờ đã giả chưa? Giờ chưa. Chưa giả? Vâng. Thế nhưng mà có còn giả được không khi mà bố có em không? Có à? Vâng. Thế có vẻ như là những cây cây to thì thứ nhất thì là Hưng chia sẻ được rằng là cây to kia là của nhà Bắc. Được rằng là hàng xóm người ta là mượn để làm nhà rồi. Và thứ hai thì cũng một phần là chắc là Hưng với lại bố thì chặt cây để mà đem đi ra chợ để bán đúng không? Vâng. Đem đi bán cho người ta đúng không? Vâng. Thế trước kia thì thường bán theo khối à? Vâng. Lấy củi để bán theo khối à? Vâng. Ồ. Thế là bây giờ là một mình em là tự lấy một bó một để đem đi bán thôi nhờ? Vâng. Thế bây giờ thì em đi trước đi để chỉ đường anh lên đi. Lên trên đường này đúng không? Vâng. Ôi, ở đây thì có vẻ như có một cái ngôi nhà, không biết là nhà của ai. Nhà của anh bên cạnh. Nhà của anh, nhà bên cạnh à? Đây là cái lán thôi à? Lán của ông bà ở. À. Ôi, từ đây lên trên thì cũng khá là xa đấy nhỉ? Đây, ở đây còn nhìn thấy kìa. À, cái chỗ đất mới kia đúng không? Vâng. Rồi. Thế là trong khoảng thời gian vừa rồi này là Hưng hay lên trên này để thăm bố à? Vâng ạ. Thế đến lúc nào mà nhớ thì là lên trên này thăm bố à? Vâng. Những lúc nào mà em hay thường đi qua đây để thăm bố nhất? Dạ. Những lúc nào mà em nhớ bố quá. Nhớ bố quá là hay ra thăm à? Vâng. Ở đây thì em có đi làm cái gì để qua đây không? Em không. Không á? Vâng. Thế có vẻ như là những cung đường này đi này có bác này. Hôm nọ thì chắc là không có đem được quan tài lên, cho nên là chặt là bớt những cành cây đi để cho nó rộng rãi một chút. Trên này thì toàn lên dốc thôi nhở. Cái đường của nhà em Hưng ấy có bác, thì nếu mà Hưng muốn đem được củi đi bán ấy thì hầu như là lên dốc hết cả. Đây còn là những cái vàng má này còn chưa có tan này cô bác này. Ở trên này đúng không? Vâng. Đây à? Được để ở đây à? Vâng.
cảm giác như là để ở chỗ này các bác được chôn cất ở chỗ này rất là hẻo lánh luôn. Chỗ này ông nữa. Chỗ này có một ông ở bên kia kìa. Ông nào? Ở ngay bên cạnh bên kia, ông của em ấy. À cũng có mộ đúng không? Vâng. Anh tưởng là có người sống ở đây chứ cô bác Hưng chia sẻ đấy. Em muốn bây giờ mà em ở nhà là lúc nào mà nhớ đến bố quá thì là thường xuyên để mà ra đây để mà thăm bố à. Thế mỗi lần thăm bố thì ra đây thì mình thường có làm gì không hay là chỉ ra đây để nhìn bộ của bố thôi? Ra đây chỉ nhìn thôi. Nhìn thôi à? Ừ. Cảm giác ra đây thì có như kiểu là rất là muốn nói chuyện với bố không? Có nhưng mà cũng rất là khó nói nhỉ. Ừ. Hầu như là mỗi người là một thế giới đúng không các bác ạ? Có vẻ như là mọi cái thì cũng vừa mới hoàn thiện cô bác, còn rất là mới. Sava giật mình. Những cái thanh củi còn rất là tươi luôn cô bác ạ. Cái mộ của ông ở bên kia. Ở phía bên kia là mộ của ông đúng không? Vâng. Là bây giờ là bố với lại ông thì là được chôn cất một chỗ đúng không? Ông của em thì là được mất lâu chưa? Từ lúc mà em còn bé chưa được một tuổi. Là ông nó mất rồi đúng không? Bà cũng thế. Thế nhưng mà bà của em thì có được chôn cất ở đây không? Bà của em ở cái chỗ mà lúc nãy anh đi qua ở trong rừng to đấy. À, thế là bà là ở một nơi, ông một nơi à? Vâng. Nếu mà cụ thì ở dưới đường cái chỗ mà mình vừa đi qua. Đây có vẻ như là tất cả mọi cái thì còn rất là mới của bác ạ. Nhìn vâng. Xung quanh thì có vẻ như là có chỗ được nhìn thấy là có ruồi vàng ấy, có ruồi màu xanh xanh ấy. Nhưng mà sao mà có? Bâu rất là nhiều. Có vẻ như là đang phân hủy gì đấy. Thế là bây giờ là cái khoảng thời gian vừa rồi là Hưng nếu mà lúc nào mà nhớ đến bố quá thì là thường hay ra đây để mà ra đây để thăm mộ bố à? Ừ. Thăm thì có ra đây để mà thắp cái nén hương nào hay là lấy bánh kẹo ra đây không? Không ạ. Không à? Vâng. Đấy là em không có tiền để mua hay là không như cho nào? Không cho làm thế đâu. Không cho làm thế à? Vâng. Chỉ nếu là mà ở nhà thì không được, cũng không được thắp hương, chỉ cho muối đồ vặt để trên cũng được nhưng mà không được làm thắp hương. Phải là ngày rằm mới được. Thì hôm nọ là các bác ạ, khi mà có bác ở dưới Hà Nội gửi bánh cho em Hưng ấy, thì cháu Lực có bảo em Hưng rằng là đem lên trên bàn thờ để cho để coi như là gọi là để cho bố đấy. Đấy cũng có các bác là dạo tại sao lại đưa bánh vào là không có bâu không có thắp hương đấy, thì là như Hưng có chia sẻ rằng không có được. Nếu mà mỗi lần là em sang đây thì sang đây độ tầm bao nhiêu lâu thì em lại về? Tầm mấy phút là em về. Tầm mấy phút lại về thôi à? Thế là đi bộ từ bên kia sang đây thôi à? Nhớ thì em cũng sợ một tí nữa. Nhớ là sang luôn, vâng. Đúng không? Nhưng mà vẫn sợ một tí. Vẫn sợ bố á? Vâng. Nếu mà không sợ thì là ở lâu hơn à? Vâng. Thế là mọi lần là em vào đây ấy, thì là hay vào tận đây, tận mộ của bố hay là vào tận? Em ngồi kia. Cũng là chỉ ngồi kia để mà nhìn thôi à? Vâng, em không dám vào gần. Sợ. Ở bên này thì có vẻ như là mọi cái còn rất là mới của bác ạ. Đây thì cháu Lực nhìn thấy là đang thấy những cành củi này của bác này có còn rất là tươi luôn. Ở phần phía bên trên thì nhìn thấy rất là nhiều ruồi xanh mọi cái rồi. Ở cái chai là cái gì đây? Ở chai màu trắng trắng này Hưng. Rượu. Rượu á? Với lại thêm là cái hộp gì đây? Lọ thuốc. Lọ thuốc à? Ừ. Ồ thế là lấy lọ thuốc ra lên đây á? Cái này thì nhìn như kiểu là xương đấy hả Hưng? Đâu? Thế này? Không phải đâu. Không phải à? Vâng. Đấy là khăn trắng. Khăn trắng á? Cho bố bôi đấy. À. Với lại là mấy cái lá cây, cái nào cũng được. À, cũng cái lá cây thuốc hay đúng không? Vâng. Đây, cùng em Hưng là ra đây một chút, thì một tí nữa
và cháu Lực lại cùng em Hưng là di chuyển là đi về nhà rồi cô bác ạ. Trong này là hầu như là không có ngôi nhà nào nữa rồi nhỉ? Vâng ạ. Thì bây giờ thì hai anh em mình đi về thôi. Thầy Hưng thì cũng bảo là ra đây để thăm mộ bố một chút thôi cô bác. Và đồng thời thì cháu Lực cũng có ghi hình lại một chút. Đấy, có vẻ như là mỗi lần ra đây thì em Hưng lại một cái lần mà phải nói là cực kỳ là buồn cô bác ạ. Khoảng thời gian này thì cháu Lực sẽ thường xuyên là xuống với em Hưng để cho có người mà nói chuyện với em Hưng nhiều hơn. Sợ rằng là không qua nói chuyện với em thì sợ em sẽ thuộc dạng như kiểu mấy nữa là biến thành gọi là tự kỷ đấy cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng cùng em Hưng là từ phía bên mộ bố của em ấy sang rồi cô bác ạ. Và hôm nay thì cháu Lực có mua cho em Hưng là một chút thịt lợn nữa. Hôm nọ thì bà An Phạm có gửi cho cháu Lực là 50 đô là 1 triệu là cho bé Khánh, con của em Dung mà bỏ đi cô bác, là 1 triệu rồi. Và còn dư là 250.000. Đấy thì mỗi lần cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ mua thức ăn cho em Hưng. Đấy, Hưng lấy thịt này đi để ở trên nhà đi nhá. Tối nay là để nấu cơm ăn cơm nhá. Ở dưới nhà của em Hưng thì một cái ngôi nhà mà phải nói là cũng khá là thấp của bác ạ, cũng không có cao lắm, đi là còn phải lấy cúi thì mới đi được vào. Thế bây giờ thì đến giờ mà em ăn cơm chưa? Chuẩn bị ăn cơm rồi á? Chưa nấu. Chưa nấu đâu á? Vâng. Thế là đây là nấu cơm tối luôn à? Vâng. Ăn cơm tối luôn à? Này vừa rồi thì nó hơi đông lạnh một chút đấy, Hưng đem đi ngâm nước một chút nhá. Đây. Cái nhà em Hưng thì phải nói là đồ đạc ấy thì cũng không có là nhiều cả cô bác ạ. Cháu Lực cũng nhìn thấy là có một chút là nồi này với lại cái chảo thôi. Thế là mỗi lần mà Hưng đi lấy nước là đều sang nhà bác để mà xách nước về à? Vâng. Tại hôm nọ thì cháu Lực cũng mua cho em Hưng cái xô ấy. Vừa rồi thì làm bao nhiêu bát đấy? Hả? Hai ống á? Hai ống thì nhiều quá không? Với cả anh nữa mà. Ôi. Sợ. Đấy. Gạo thì bây giờ cũng nhà gạo của em Hưng thì bây giờ cũng hết rồi cô bác ạ. Lần sau cháu Lực xuống thì sẽ mua cho em Hưng thêm gạo nữa. Bây giờ là chỉ có hết muối gạo thôi đúng không? Nước như này được rồi nhỉ? Vâng. Anh cũng chưa có cắm bếp củi bao giờ cả. Như này được chưa? Vâng. Được rồi đúng không? Vâng. Thế mỗi lần ăn cơm thì ăn một mình có thấy buồn không? Năm nồi đâu á? À đây. Thế Hưng thì mỗi lần ăn cơm thì một mình ăn thấy buồn không? Có. Buồn à? Ừ. Bây giờ anh đi rửa thịt xong ăn tí Hưng thái nhá. Có cần mua chạm bát không Hưng? Sau anh xuống anh mua chạm bát cho nhá. Chạm bát nhựa kia hả? Có vẻ như là mỗi lần rửa bát thì Hưng đều dùng bằng cái chậu đỏ đỏ này là đi đựng bát cả cô bác ạ.
Ôi, chậu nước này cũng đầy rồi đấy, chậu nước rác này. Đấy, hôm nay anh mua thịt là được bà An Phạm là mua cho nhá. Bà An Phạm là mua thịt cho Hưng nhá. Cái này thì chắc là chỉ thái được một ít thôi. Cái này anh vừa rồi anh chia ra làm hai ấy thì cái này để một tí nữa ướp muối một chút nhá. Ướp muối thì nó sẽ bảo quản được lâu hơn nhá. Còn bây giờ thì cũng đến bữa tối của em Hưng rồi, cho nên là thái cho em Hưng nấu cơm luôn một chút cô bác. Cũng tiện thể là cùng em Hưng là ăn cơm thêm một bữa nữa hôm nay ấy. Nay là ăn cơm với Hưng nhá. Có lần thì là có người ăn cơm cùng Hưng thì có cảm thấy là vui hơn không? Có. Tức là mọi khi là chỉ ăn cơm một mình thôi nhỉ? Vâng. Đấy, bây giờ thì nếu mà các bác gửi cho em Hưng với các bác này, cháu Lực sẽ nhìn thấy là cái nào mà cần thiết nhất thì cháu Lực sẽ mua cho em Hưng. Vâng. Đấy, hôm nay là xuống là em Hưng là không có đi đâu để mà làm mà thêm việc gì đấy cô bác, chứ không là tầm mà giờ này thì em nếu mà có việc ấy thì là em đi làm cho người khác rồi. Hôm nay là không có việc gì để mà làm ạ, không ai thuê để làm mà Hưng. Không ạ. Hôm nay người ta làm. Đấy, bây giờ thì ở trong thôn thì cũng hầu như là sắp hết việc để mà làm rồi nhờ. Ừ. Người ta trồng ruộng thì trồng lúa thì cũng gần trồng xong hết rồi. Thế Hưng là từ lúc mà bố mà mất ấy thì là mẹ còn gọi cho Hưng cuộc nào nữa không? Có. Có á? Vâng. Mẹ gọi cho thì gọi làm gì? Mẹ bảo cho lên cùng mẹ ở nhưng mà em không lên. Cho lên cùng mẹ ở á? Vâng. Nhưng mà em không lên. Nhưng mà mẹ em là ở đâu? Trung Quốc à? Trung Quốc. Sợ rằng là lên trên đấy là mẹ có đem đi bán không? Có. Sợ á? Vâng. Thành ra là mới không đi à? Vâng. Thế ở đây là mẹ gọi là gọi cho bác à, xong là em được nói chuyện với bác à? Vâng. Nói chuyện với mẹ à? Vâng. Thế tầm bao nhiêu lâu rồi chưa được nói chuyện với mẹ? Từ lúc mẹ đi đến bây giờ. Từ lúc mẹ đi đến bây giờ à? Vâng. Thế cái hôm mà mẹ bảo là em bảo là bố mất ấy thì là hôm đấy là mẹ có điện đúng không? Vâng. Điện xong là mẹ nói như thế nào nhỉ hôm đấy ấy? Mẹ bảo cho lên đấy không ở. Cho nên được không ở à? Ừ. Mẹ bảo là sao mà lấy tiền em cũng không sao. Sợ mẹ lấy đi bán. Cho cả tiền á? Ừ. Thế từ lúc mà mẹ đi thì Hưng có nhìn được mặt mẹ là gió không? Hay là có còn nhớ mặt mẹ không nếu mà bây giờ gặp lại ấy? Không. Không, bây giờ không nhớ à? Ừ. Sau bỏ đi sau là gần mười mấy năm rồi. Đấy, thấy là bây giờ em Hưng là không có bố nữa. Lại muốn rằng là rủ em Hưng đi ở cùng ở đây thì Hưng thì cũng sợ rằng là nếu mà đi ấy, thì là sợ mẹ là đem Hưng để đem đi bán. Nhưng mà nếu mà đi Trung Quốc thì làm sao mà em đi được? Mẹ bảo là làm hộ chiếu xong rồi. Làm mà hộ chiếu á? Ừ. Làm hộ chiếu xong là đi được á? Vâng. Nấu cơm này thì có vẻ như là cũng sôi rồi đấy. Mẹ mà có gọi là dụ dỗ mà đi ở cùng ấy thì là phải cẩn thận nhá. Vâng. Không tự dưng lại, không tự dưng là mẹ là gọi điện về gọi là đi ở cùng đâu. Ừ.
sợ rằng là lên trên Trung Quốc là có khi là còn là đem Hưng đi bán luôn đấy. Nếu mà mẹ thương em thì mẹ đã ở lại với em rồi, không có bỏ em ra đi rồi. Mẹ gọi điện về thì có được nói chuyện với mẹ lâu không? Không ạ. Không á? Ừ. Bên đấy gọi sang nó lấy tiền nhiều. Lấy tiền nhiều à? Ừ. Một phút nó lấy 5.000 cơ. À. Nhà thì dầu rửa bát thì còn không? Nồi cơm của hai anh em thì bây giờ cũng đã chín rồi các bác. Ôi, nóng quá. Nóng quá Hưng ơi. Anh lấy cái này này. Đây được rồi, được rồi. Đây được rồi. Cái chảo này thì mua được tầm bao nhiêu lâu rồi Hưng, chảo này? Từ lúc em học lớp 3. Từ lúc em mua lâu rồi. Học lớp 3 là lúc đấy là mới có điện. Là thế là Hưng thì có nồi cơm điện không? Nồi cơm điện này trước bố em đi làm thuê mua thì nó hỏng hết rồi. Cũng hỏng hết rồi à? Thế là bây giờ là ở nhà là cũng không có món vật dụng gì đúng đúng không? Những cái đồ điện tử ấy. Sống hàng ngày của em Hưng là cũng chỉ biết là đi lấy củi để đem đi bán. Xong thì thứ hai là nếu mà ở trong làng ấy thì ai thuê làm việc gì thì em làm việc đấy thôi. Lấy cái gì á? Này à? Xem nồi cơm nó chín chưa? Quay. Hả? Quay bên này nữa. Anh vừa quay rồi, anh vừa quay một lần rồi. Đây rồi. Anh vừa quay một lần rồi. Cẩn thận nha. Có vẻ như là bây giờ vào đến cái mùa hè thì vào bếp củi rất là nóng của bác ạ. Được chưa? Được rồi. Được rồi à? Đấy, vừa rồi thấy bác của Hưng về, tí gọi bác ra đây ăn cơm cùng. Ừ. Có bác trai ở nhà không hay là chỉ bác gái thôi? Bác trai đi nhà người ta ăn kiểu. Nhà Hưng thì có trồng thêm rau gì nữa không? Không. Không à? Ừ. Cơm này chín chưa? Cơm ấy? Cơm được chưa? Chín rồi anh ạ. Chín rồi à? Nếu mà ở trong nhà của Hưng của bác này thì để mà đến mùa hè thì cũng thoáng thôi, nhưng mà có vẻ như là cảm giác là nó thoáng quá rồi cô bác ạ. Hãy gọi bác sang ăn cơm cùng đi. Nếu mà vào đến cái mùa mưa thì nhà của em Hưng là hình như là phải nói là bị dột khá là nhiều đấy cô bác. Hôm nay là ăn cơm hôm nay là ăn cơm với lại em Hưng là bữa thứ 2 rồi cô bác ạ. Vừa rồi thì bác bảo sang chưa? Bác sang rồi à? Này, ăn cơm thì cũng chỉ có nguyên thịt thôi các bác ạ, hôm nay ấy. Mà chỉ có tại
đây, búa của bác này. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng cháu Lực với lại cháu Hưng ăn cơm các bác nhé. Na chỉ khâu là tạm ạ. Hãy Hưng mời các ông các bà ăn cơm đi. Nếu mà mỗi lần ăn cơm là phải mời các ông các bà ăn cơm nhá. Phải mời người lớn, không chỉ là riêng những lúc anh quay đâu mà là những lúc ở ngoài đời thực của em nữa. Phê mày tạm ạ nè. Mời con các bà ăn cơm ạ. Đấy, chị khó lọt tạm ạ. Mà lo quay video xuống rồi. Này, chị khó lắm á. Họ lên khải chứ mày nổ. Sao còn nít. Là họ là hả? Họ tên khư đi. Mày nổ. Họ yếu đi, cái họ xương xương lại. Có vẻ như là cơm này vừa rồi anh cho ít nước một chút rồi. Nó còn sượng sượng một chút. Gắp thức ăn cho bác đi. Ôi là ọc hồ vãn vãn mà hào xe nhỏ. Này, xin nhỏ xin quân nói nhỉ. Xe tay đi, vãn vãn. Chào mấy bộ sẵn nó gì vậy? Phải xà láo mấy. Nắng. Tôi lạc và nó bị liêm mấy cái chiêu mấy mới lại chiêu mà tặng là ừ, dạ, bán một chiêu. Ít mà. Hầu như là những cái bữa cơm mà có đông người như thế này là ít khi em Hưng có bác ạ. Mọi lần là Hưng là toàn ăn cơm là một mình thôi à? Vâng ạ. Một mình là khăn cơm nè. Vâng. Thế một mình thì có ăn dăm mâm như này không? Không ạ. Thế một mình là ăn như nào? Ngồi gần bếp ăn. Ngồi là gần bếp ăn luôn à? Vâng. Thế là nấu xong là ăn ở đấy luôn à? Vâng. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được dừng cái hình lại một chút của bác để mà ăn cơm đấy. Có vẻ như là đôi dép này là sao lại mỗi bên đã đi một chân này Hưng. Anh xem nào. Anh xem nào. Ôi giời, sao có cả đinh, dùng cả đinh này. Đinh, em lấy đinh. Đây dùng cả đinh để họ đóng à? Vâng. Có vẻ như là đôi dép của Hưng đôi này là bị hỏng rồi. Thế đôi hôm nọ là anh mua cho đâu? Ở bên kia. Vẫn ở dưới kia đúng không? Đây này có băng này. Đi nối mà nó bị tuột ra còn dùng cả đinh để mà đóng lại nữa. Ôi giời. Vừa rồi thì cũng cùng em Hưng là ăn cơm xong rồi các bác ạ. Đấy, phải nói là rất là ít khi từ lúc mà bố em Hưng ra đi ấy, thì không có và những cái bữa cơm mà có đông người ăn như vậy đúng không? Ừ. Đấy, em thì cho anh hỏi thì cảm giác là em thích ăn cơm một mình hay là thích ăn cơm có thêm người cùng ăn cơm mình? Em thích ăn cơm cùng nhiều người hơn ạ. Cùng nhiều người hơn à? Ừ. Ăn cơm cùng với nhiều người nhưng mà bây giờ cũng chẳng còn có một người thân nào nữa. Đấy, các chị thì cũng đi lấy chồng rất là xa. Đấy, không biết là bao lâu thì mới quay trở lại vào thăm Hưng. Anh rể cũng đi làm mà bây giờ thì không có ai đưa chị sang. Ồ, thế là không có xe để mà sang đúng không? Vâng. Đấy, bác thì cũng lúc nào mà ở thì bảo sang ăn cơm cùng thì còn là sang, còn có những lúc thì không có sang ăn cơm cùng của bác ạ. Nhà bác thì cũng phải nói là để mà kinh tế khá giả thì cũng không có kinh tế khá giả gì các bác. Cháu Lực nhìn thấy là ngôi nhà của bác thì cũng hầu như là nghiêng vẹo khá là nhiều cả. Đấy, bây giờ thì làm xong việc thì một tí nữa thì còn đi đâu nữa không? Em không ạ. Không à? Vâng. Thế bây giờ là em chuẩn bị đi làm thêm việc gì? Em đi quét dọn dưới nhà. Thế bây giờ thì vẫn còn chưa tối hẳn thì em còn đi đâu làm những việc gì không? Em xuống quét nhà. Xuống quét nhà? Quét dưới gầm. Dưới gầm à? Ừ. À thế thì đi anh em mình anh thử đi xem là em làm những cái việc gì. Cái gì ấy? Chân động kia đâu?
Ôi, nhưng cái chỗ này là em phải đào một chút này, sau này nước nó không chảy qua đây Hưng ơi. À, nhưng mà bên trên này này, đấy, lấy cái cuốc hot hot trên này một tí. Cuốc ở dưới kia kìa, xong rồi một tí nữa em quét sâu chỗ này ấy. Bây giờ thì đang chuẩn bị vào mùa mưa đấy, cho nên là mình phải đào qua cái này một chút. Thế là trước là em với bố là cũng ngủ ở đây luôn à? Ngủ ở đây luôn á? Vâng. Vào cái mùa mưa à? Vâng. Có vẻ như là vào dưới sàn nhà của Hưng của bác này, mình phải lấy cúi thì mới đi qua được. Có vẻ như là đất khá là nhiều. Có những cái cột thì còn là dùng đá để kê, còn là có những cột thì hầu như là không dùng đá để kê rồi. Cột này thì hỏng rồi đây này. Đấy, hình như là một nó kiểu vẻ thích ăn cột gỗ của nhà em Hưng quá nhỉ. Đấy, em lấy chổi ở đây, xong à em lấy cuốc đi, xong lấy chổi đây anh quét cho. Đây, lấy cuốc đi. Lấy cuốc quét để ra bên kia, xong một tí nữa đốt luôn nhá. Cái chỗ này là dùng để đốt gì đây Hưng, chỗ này ấy. Có vẻ như là chỗ này là hôm nọ em cũng đào đúng không? Vâng. Nhưng mà đào còn khá là nông này, đào thêm một chút nữa. Ở trên này cơ Hưng ạ, ở trên này cơ. Đấy, chỗ này thì có vẻ như là đào gần được rồi. Đấy, đào ở trên này thôi, đấy, hot hot một chút. Đấy, cây xoài này có phải cây xoài của nhà em không? Phải ạ. Phải à? Nó có quả xoài không? Đây kia nó có bông nhiều kìa. Có bông à? Ừ. Thế là có bao giờ mà lấy quả xoài này để mà đi bán cho xoài này, xoài chua hay xoài ngọt? Lấy bán nhiều rồi anh ạ. Lấy bán nhiều rồi à? Vâng. À. Trước em đi học toàn lấy đi bán. Ồ, thế trước là mang đi học để đem đi bán à? Vâng. Đem bán để lấy tiền để làm gì? Đóng học hay là để làm gì? Đóng học các kiểu. Đóng học à? Ừ. Em cuốc ra bên này thì xong rồi một tí nữa mình dầm lại. Những cái cây cột to này thì dùng để làm gì ấy? Đây là hôm nọ lấy để làm cái treo. Treo bạc má kia đúng không? Vâng. Ừ. Cái chỗ này nếu mà không có đào thì sau này mưa mà chảy đi xuống cái nhà khá là nhiều đấy. Ở đằng sau nhà kia cũng thế này Hưng này. Chịu khó là dùng dao phát xung quanh nhà một chút nhá. Đấy, hôm nay thì cháu được đi xuống với em Hưng cô bác này. Có thêm một câu chuyện là mẹ của Hưng là gọi điện về để mà gọi em Hưng là đi ở cổng ấy, nhưng mà em Hưng cũng sợ rằng là mẹ của mình sẽ đem đi bán, là không có đi cùng. Hôm nay phải đào cho nó sâu ra một tí nữa. Em đi xem là bác lấy cuốc à? Cuốc này không được à? Cuốc này thì có vẻ như là nó tuột sao cô bác ạ? Ra những cái cột như này thì nó cao lên một chút. Nhà của Hưng thì có vẻ như rất là thấp của bác này, chắc là gần đến 1 mét thôi. Chỗ mà gọi là ấy nhất thì được 1 mét. Chỗ này thì chắc là hơn cái đất này nó cao lên quá rồi, thành ra là nó mới thấp thế. Cuốc nha, để anh hot cho. Ui, cẩn thận nha. Này thì hôm nọ là em cũng đào một chút ở chỗ này ấy.
có vẻ như là Hưng thì cũng là một người mà trải qua rất là nhiều cái công việc khác nhau rồi. Những công việc mà đi làm để có thể kiếm được ra tiền ấy là em Hưng làm hết đấy cô bác. Đấy, khi mà không còn bố, không còn mẹ thì là cuộc sống là tự lập thôi. Nếu mà hôm nào mà gió to quá thì đừng vào ở trong nhà Hưng nhá. Chạy trốn đi sang nhà bác để ở nhờ. Cái này thì là hôm nọ đốt cái gì à? Hôm nọ đốt cái quần áo cũ. À. Máy nữa mà chỗ này nó là vào cái mái hiên ấy thì mình nên cuốc vào tận trong này này. Đấy. Để lúc nào mà mưa nó có ấy, thì nó chảy đi xuống dưới luôn thì nó sẽ không có chảy đi vào sàn nhà. Đấy, hôm nào thì hôm nào anh xuống thì anh sẽ cùng Hưng là đào hết xung quanh nhà đi để cho nó tạo thành một cái rãnh nhá. Bây giờ đào cũng được mà. Hả? Đấy, thế thì để một tí nữa Hưng lại đào thêm nhá. Đây nhưng mà bây giờ phải dùng dao để mà phát quả cho đây đó. Chỗ này thì chắc là được rồi. Bây giờ anh em mình hót sang bên kia một chút đi. Đấy, đằng sau bên này. Đấy, những chỗ này này. Ui, có nhiều quả quá. Cái này là phải dùng dao để mà phát cỏ nó cho chết đi. Tí nữa thì Hưng dùng dao phát nhá. Để hôm nào mà không có đi làm việc gì cho người ta đấy. Ôi giời, cái củ này là củ gì đấy Hưng? Củ này đây. Trồng à, nhưng mà nó là ăn được không củ này? Có. Có vẻ như là có một cái củ khá là đây to rồi cô bác. Trên tận đâu? Đây cũng có một cây nữa. Bên kia cơ nè. Đâu? Cái chỗ mà cây đào đây. À, không có à? Vâng. Nhưng mà cái củ này là này ăn được không? Có. Trồng được bao nhiêu năm rồi? Em đào cho anh lấy đi một quả nhá. Thôi thôi. Ngon mà. Thôi lúc nào em lấy đi bán sau nhá. Hay là lúc nào mà đào được ấy thì là có thể là để đây. Xong rồi anh xuống mua. Tầm đồ ngày mai xuống chẳng hạn nhá. Quả đấy quả gì đấy? Đỏ đỏ đấy. Đắng. Quả đắng à? Hay, nếu mà bây giờ mà không có đào rãnh xung quanh ở nhà ấy, cô bác này thì sợ là một hai hôm tới là mưa về nó nhiều quá ấy, thì ra là nó sẽ tràn hết vào cái phần sàn nhà ấy. Là bảo em Hưng là cái gì ấy? Lưng đập vào đây đâu. Đấy, đào thì bây giờ chỉ có đào vào phần hông nhà với lại đằng sau nhà thôi. Còn ở bên kia thì cũng thấy là cái rãnh khá là to rồi. Ui, cây đào này khá là to đấy nhờ nè. Chặt đi mất rồi. Cây đào này đào to mà, chắc nó cỏ mà cốc ấy. À. Đấy, bên đấy xong chưa? Bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ cùng em Hưng là xin phép là kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác ạ. Thời lượng cái video thì cũng khá là dài rồi.
Đấy, để hai anh em là cùng nhau để mà hoàn thiện nốt cái phần là ránh cho em Hưng cho xong đã. Đấy, nếu mà tí nữa mà chưa đào xong ấy, muộn quá ấy, thì Hưng là Hưng là chịu khó là tự đào lại nhá. Ui, ở phần chỗ bên này thì có vẻ như là bị mục, bị thục thủng rồi thế này ấy. Cái thùng ấy cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Hưng chào con, các bà. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng cô bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Mm-hmm.